Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm ngày hôm qua cơn bão số 3 đã bắt đầu có những ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Rất mong quý vị và các bạn hãy cảnh giác cao độ và hy vọng tất cả mọi người sẽ an toàn. Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin bóng đá. Tâm điểm của làng túc cầu đêm ngày hôm qua đó là những trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League, nơi diễn ra đại chiến giữa Pháp và Italia. Ngoài ra, sự chú ý cũng dành cho đội tuyển Bỉ hay Na Uy khi họ ra sân đêm ngày hôm qua. Hãy cùng cập nhật những kết quả đáng chú ý ngay sau đây thưa quý vị. Ý bất ngờ ngược dòng thắng đậm Pháp. Đêm ngày hôm qua, Pháp đã tiếp đón Italia trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Nations League. Đội chủ nhà có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi Bakula mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Ở thời điểm này, ai cũng nghĩ rằng Pháp sẽ có một trận đấu vô cùng dễ dàng, nhưng những diễn biến sau đó đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Ý có sự trở lại của Tonali ở tuyến giữa thi đấu vô cùng kiên cường. Chính Tonali là người đã kiến tạo để Di Marco gỡ hòa trong hiệp 1 với một cú dứt điểm chân trái đẹp mắt. Sau đó trong hiệp thi đấu thứ hai, lần lượt Fratesi và sau đó là Raspadori lập công để giúp Italia hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng. Điều đáng nói là trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Pháp không tài nào tìm kiếm được bàn thắng dù những ngôi sao của họ đã làm mọi cách có thể. Ý phòng ngự đầy bản lĩnh và bảo toàn chiến thắng 3-1 chung cuộc. Đây là chiến thắng đánh dấu sự trở lại của họ sau Euro thất vọng, còn Pháp đang trải qua một quãng thời gian kém ấn tượng về mặt phong độ từ Euro cho tới nay. Kevin De Bruyne rực sáng ở Bỉ. Đội tuyển Bỉ tiếp Israel trên sân nhà tại lượt trận đầu tiên. Trước một đối thủ không được đánh giá quá cao, các ngôi sao tấn công của họ đã có cơ hội thể hiện mình. Kevin De Bruyne là người nổi bật nhất ở chỗ này khi mở tỷ số trong hiệp 1 và hoàn tất chiến thắng trong hiệp 2 bằng một quả đá phạt đền thành công. Xen giữa là hai bàn thắng được chia đều cho mỗi đội, với tỷ số chung cuộc là 3-1 dành cho Bỉ. Khác với Bỉ, Na Uy với dàn hỏa lực Erling Haaland, Solot và Odegaard lại gây thất vọng khi tịt ngòi trước Kazakhstan. Các ngôi sao đến từ Bắc Âu đã tìm mọi cách nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối phương và đành chấp nhận trận hòa không đều. Salah ra điều kiện khó với Liverpool. Sau chiến thắng trước Manchester United mới đây, Mohamed Salah bất ngờ bóng gió về tương lai của mình khi khẳng định đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại đội chủ sân Anfield. Hợp đồng giữa cầu thủ người Ai Cập với Liverpool chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Hai bên đã ngồi lại vài lần nhưng có vẻ như chưa tìm được tiếng nói chung. Theo Football Insider, Mohamed Salah sẽ chỉ đồng ý gia hạn với Liverpool nếu không bị giảm lương. Hiện Salah là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Anh nhận 350.000 bảng mỗi tuần tại sân Anfield. Vào năm tới thì anh cũng sẽ bước sang tuổi 33. Bởi vậy, việc đòi hỏi mức lương quá cao như vậy rõ ràng là việc chân sút này đang làm khó Liverpool. Ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái thì Liverpool thậm chí đã từ chối lời đề nghị trị giá đến 150 triệu bảng từ câu lạc bộ Al Ittihad cho Salah. Tuy nhiên, giờ là thời điểm mà giới chủ câu lạc bộ cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tất nhiên, nếu Salah vẫn cứ duy trì phong độ ổn định cao như thời điểm hiện tại thì họ sẵn sàng trao cho anh mức lương xứng đáng. Nhưng điều đó đang bị nghi ngờ bởi Salah mùa giải sau sẽ lớn tuổi hơn. Alexis Sanchez hết cơ hội thi đấu đỉnh cao. Sanchez đã quay trở lại đội bóng cũ Udinese theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu tháng 8. Anh ký hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ. Tuy nhiên, chấn thương bắp chân gặp phải sau đó đã khiến cầu thủ này vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải. Khi mà thời hạn đăng ký danh sách thi đấu ở nửa đầu mùa giải 2024-2025 tại Serie A dần khép lại, lãnh đạo của câu lạc bộ đưa ra quyết định loại Sanchez. Theo Sky Italia, Udinese thậm chí cân nhắc khả năng hủy hợp đồng sớm với Alexis Sanchez nếu chấn thương của cầu thủ người Chile nghiêm trọng hơn dự kiến. Sanchez chưa có trận ra mắt Udinese lần hai. Chính vì thế, đội bóng tin rằng sự vắng mặt của tân binh người Chile không hề ảnh hưởng nhiều đến phong độ ấn tượng hiện tại. Sau 3 vòng đấu ở Serie A mùa giải này, Udinese thắng 2 hòa 1, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thêm vào đó, việc chấm dứt hợp đồng sớm với Sanchez có thể giúp họ giảm được quỹ lương. Sanchez rời Inter sau khi hết hợp đồng vào cuối tháng 6. Anh đã liên hệ với nhiều đội bóng tại châu Âu nhưng đều bị từ chối. Sanchez sắp bước sang tuổi 36 vào cuối năm nay và gần như khó lòng trụ lại bóng đá đỉnh cao châu Âu bởi thường xuyên dính chấn thương. Sao Hà Lan đáp trả huấn luyện viên Koeman sau khi cập bến Ả Rập? Thưa quý vị và các bạn, Steven Bergwijn đã hoàn tất việc chuyển đến câu lạc bộ Al Ittihad từ Ajax vào mùa hè vừa qua với giá 21 triệu euro. Cầu thủ 26 tuổi không được triệu tập lên đội tuyển Hà Lan trong trận đấu với Borussia và Đức ở Nations League trong tháng 9 này. Trong buổi báo, huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ trích Bergwijn vì quyết định chuyển đến Saudi Arabia. Ông cho rằng đây là một quyết định cho thấy Bergwijn thiếu tham vọng về mặt chuyên môn. Steven Bergwijn chuyển đến Saudi Arabia ở tuổi 26. Rõ ràng điều này chẳng có liên quan gì tới tham vọng về chuyên môn. Sự nghiệp của cậu ấy ở đội tuyển quốc gia Hà Lan coi như đóng lại. Và mới đây, Steven Bergwijn đã có những bình luận cụ thể về vụ việc. Cầu thủ người Hà Lan cảm thấy vô cùng tức giận và đáp trả gay gắt huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Tôi không còn muốn chơi cho huấn luyện viên này nữa. Tôi sẽ không chơi cho ai đó mô tả tôi giống như ông ấy trên truyền thông. Ông ấy có thể gọi tôi, nghe câu chuyện từ phía của tôi. Làm sao ông ấy có thể nói ra những lời đó mà không nói chuyện với tôi được cơ chứ? Huấn luyện viên Koeman cũng cho rằng trường hợp của Bergwijn hoàn toàn khác với Wijnaldum, người vẫn được lựa chọn dù đã rời Paris Saint-Germain để tới câu lạc bộ Al Ittihad vào năm ngoái. Wijnaldum đi theo con đường đó bởi vì cậu ấy gặp vấn đề ở Paris Saint-Germain.
cậu ấy chỉ có thể đến quốc gia đó để chơi bóng đá cho tới tháng 1. Ở trường hợp của Stephen Bowen, cậu ấy ở đó ở tuổi 26, tham vọng về chuyên môn đã không thể chiến thắng. Cuộc Innova giữa hai bên đều có những ý kiến trái chiều khác nhau xảy ra. Stephen Bowen đã ra sân 35 lần cho đội tuyển Hà Lan và là một thành viên cho đội hình tham dự Euro 2024 của huấn luyện viên Ronald Koeman. Tất nhiên anh không phải ngôi sao không thể thay thế, nhưng vẫn có một vai trò nhất định trong những kế hoạch vừa qua. YouTuber số 1 thế giới đáp trả Ronaldo. Cristiano Ronaldo mới đây đã lập kênh YouTube của riêng mình và gây bão với những con số rất khó tin. Thậm chí CR7 còn mạnh dạn tuyên bố sẽ vượt qua người số 1 như sau. MrBeast là cái tên mà tôi muốn vượt qua. Trong 2 năm tới, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ngay lập tức, YouTuber được mệnh danh là số 1 thế giới đáp trả như sau. Tôi vừa thấy Cristiano Ronaldo nói rằng muốn vượt qua tôi trên YouTube. Vậy thì Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Cuộc tranh cãi chính thức kết thúc ở đây. Chủ kênh MrBeast là James Donaldson, được cho là không ưa Ronaldo cho lắm. Trong một đoạn video trước đó, Donaldson từng thừa nhận không biết Ronaldo là ai. Không lâu sau đó, siêu sao người Bồ Nha cũng đáp trả bình luận của YouTuber người Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội. Sau 2 tuần chính thức gia nhập nền tảng YouTube, kênh YouTube chính thức của Ronaldo thu hút hơn 50 triệu lượt người theo dõi. Con số này vẫn kém khá nhiều so với kênh của MrBeast với số lượng người theo dõi lớn nhất thế giới, 314 triệu. Tuy nhiên, Ronaldo hoàn toàn có cơ sở để vượt mặt YouTuber người Mỹ bởi anh có đến 638 triệu người theo dõi trên Instagram, con số lớn nhất thế giới. Với sức hút của một ngôi sao bóng đá đẳng cấp, Ronaldo lập kỷ lục Guinness ngay trong tuần đầu tiên công bố kênh YouTube. You Are Cristiano là kênh có nhiều người đăng ký nhất lịch sử nền tảng này trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi kênh xuất hiện. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây chú ý với tuyển thủ Thái Lan. Fanpage chính thức của tuyển Thái Lan đã chia sẻ bức hình chụp chung giữa huấn luyện viên Kim Sang-sik và trường hợp của cầu thủ đội tuyển Thái Lan Salalak, kèm dòng chú thích: rất vui được gặp lại những người bạn cũ. Hẹn gặp lại vào ngày thi đấu tại Mỹ Đình. Sở dĩ bức hình này xuất hiện là bởi Salalak vốn là học trò cũ của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi cả hai còn làm việc ở câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai tại K-League. Hậu vệ người Thái Lan là thành viên giúp cho Jeonbuk giành chức vô địch K-League vào năm 2021, dù không thi đấu nhiều. Đó cũng là danh hiệu lớn nhất cho sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Hiện Salalak đã trở về thi đấu cho đội bóng chủ quản là Buriram United. Anh là một trong hậu vệ cánh hàng đầu của đội tuyển Thái Lan, bên cạnh Therathon Buathan. Ở trận gặp Nga và Việt Nam, Salalak nhiều khả năng sẽ đá chính do Therathon không lên tuyển. Tuyển Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội. Theo lịch họ sẽ đối đầu với đội tuyển Nga vào ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của TVF Vlogs.